Khu nông trang rộng hàng chục ngàn mét vuông của Hợp tác xã Thủy Canh Việt Đà Lạt chuyên canh tác các loại rau củ quả cao cấp. Để sản xuất theo quy trình nông nghiệp thông minh, bên cạnh cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo, nhiều thành viên của Hợp tác xã này rất năng động, nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ. Với những kiến thức đã được đào tạo ở trường, các thành viên Hợp tác xã đã chủ động nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển tưới tự động thông qua điện thoại di động. Từ các dữ liệu về môi trường kết hợp nguồn dữ liệu về sinh học của cây trồng được lưu trữ trong máy tính, giúp hợp tác xã đưa ra quyết định về lượng phân bón, chế độ tưới phù hợp cho từng thời điểm. Phải tạo một cái cơ chế để mà mình có thể là tập hợp lại với nhau để sử dụng tối đa hóa cái nguồn lực của mỗi bản thân, mỗi thành viên hợp tác xã. Chứ một người thì khó làm và một người thì không đủ nguồn lực để làm. Tỉnh Lâm Đồng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, với thu nhập bình quân dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một hectare mỗi năm. Để có được kết quả đó, ngành nông nghiệp đã ưu tiên nâng cao trình độ kỹ thuật cho nông dân các địa phương. Mỗi năm, hàng trăm lớp tập huấn hội thảo đầu bờ được ngành nông nghiệp các địa phương, hội nông dân và doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Đặc biệt thông qua các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được triển khai hàng năm, nông dân các địa phương đã đến tận nơi tìm hiểu hiệu quả và nắm bắt kỹ thuật sản xuất. Ngoài cái việc mà xây dựng mô hình cụ thể tại cơ sở theo từng vùng sản xuất mà mình đã chọn, thì cái mô hình cụ thể đó là mục đích là mô hình điểm để nông dân trong vùng tiếp cận trực tiếp để học hỏi để nhân rộng. Thì ngoài ra thì bây giờ cái việc lĩnh vực hữu cơ phải cần làm như nào thì cũng phải tổ chức nhiều cái lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và cho bà con nông dân biết sản xuất hữu cơ là như thế nào, cần áp dụng tiêu chuẩn nào. Nếu sản xuất hữu cơ thì nó đem lại cái lợi gì? Về môi trường như thế nào? Về sản phẩm như thế nào? Em có một cái đội ngũ cộng tác viên của em làm là cứ bình quân trên 1.000 mét vuông của em là một người làm quanh năm. Cái cách hướng dẫn kỹ thuật thì nếu mà người chưa biết làm thì vô em vẫn chỉ cái cách mà tỉa những cái bông hư, trái hư, lá hư là tỉa làm trong vòng cỡ tầm 20 ngày cho tới 1 tháng là người ta làm dùng gì. Điểm thuận lợi là trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân. Cùng với đó, các trường đại học, trung tâm dạy nghề đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ đào tạo lý thuyết đơn thuần, các cơ sở đào tạo còn chú trọng thực hành tạo những điều kiện thuận lợi để sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham gia các đề tài đổi mới sáng tạo phát triển nông nghiệp. Nhờ đó mà nhiều nhà nông trẻ nắm vững lý thuyết, vận dụng vào thực tế công việc. Cái hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường được xem đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Và không chỉ đối với giảng viên mà đối với sinh viên. Thì những cái chính sách khuyến khích ở trong cái thời gian hiện nay là phải nói rằng là được tập trung vào các cái đề tài nghiên cứu khoa học và có hai cái dạng, một là cái hướng nghiên cứu khoa học là sẽ đưa ra sản xuất thực nghiệm và một cái là sẽ công bố ở trên cái tạp chí khoa học. Trong bánh sản phẩm của tụi em sẽ có một cái dược liệu đặc trưng, đó là lá mùn trâu. Mà mùn trâu thì mùn trâu nó sẽ mọc ven đường ở trên Đà Lạt rất là nhiều, và hiện tại mùn trâu thì chúng em có thể đi tìm xong rồi hái ngoài tự nhiên và cũng không cần mua, xong tụi em phơi khô và tụi em đi cô cao dịch chiết thôi chứ tụi em cũng không cần mua. Tại Lâm Đồng mỗi năm, hàng chục ngàn lao động nông thôn đã được đào tạo, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp chiếm trên 60%. Nâng cao trình độ sản xuất đã góp phần thay đổi nhận thức của người nông dân. Đó là nền tảng để phát triển sản xuất, góp phần sau đó giảm nghèo bền vững, từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.